Chào nhà, hôm nay mình chở con mình Siro đi đến vườn bí của bác Tư. Đây, cả nhà xem. Vườn bí này hái cũng được nhiều rồi cả nhà. Ngày nào bác Tư mình cũng hái 500 mấy 600 ký. Bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bí tại bác Tư trồng nhiều lắm. Trái cũng rất là đẹp. Giờ mình đi thẳng ở trên đó ha. Bây giờ là ngoài vàng là trái nó ra nhiều, tượng rất là nhiều trái rồi nè cả nhà. Giờ đi thẳng nó xíu rồi. Ở trong rống A thì hầu như là không có trái nào, giờ chủ yếu là ra vàng thôi cả nhà. Và vàng trái cũng rất là nhiều luôn. Bí này bò bít vàng. Phần bí này bữa mình có quay cái video kỳ trước á, là bí đang dục đọt là không có trái cả nhà. Bây giờ thì cũng đã có nhiều rồi. Hôm nay bắt đầu mình hái chắc cũng bớt trái rồi. Hái này cũng cả nay cũng ra cả 10 bữa nay rồi. Cả nhà xem. Hôm nay rộ rồi, nay chắc nay thấy ít lận rồi. Chó. Chó bự ta. Chó rất bự. Trái cũng rất là đẹp. Trái giờ trên vàng cũng khá là nhiều. Tụi mình lại là bắt đầu ra trái nhiều. Cái này ngày mai hái được. Đúng rồi. Trái đó ngày mai hái được. Hôm nay rộ nè, chắc bớt trái à. Thấy cũng còn ít trái, mình thấy suông mà rất là đẹp nè. Giờ đi vòng vòng lên trên đó ha. À, khi mà bí tao mà bò phủ vàng là ở lá chân ở dưới gốc ở đầu là vàng hết, là bắt đầu nó rộp xuống. Nào mình thấy bớt trái à, còn ít lắm. Dày quá, rập quá. Trồng thưa vậy mà ra bít vàng luôn. Tốt. Nay mình đến vườn của bác Tư là bác Tư hái muốn hết trái à, bớt à. Hết hẹp trái à. Còn ít. Còn mà rất ít luôn cả nhà, không có nhiều. Hổm rài chắc đang rộ. Từ bữa mình quay video mình quay kỳ trước nay cũng cả 10 ngày rồi. Bữa kỳ trước thì mới ra nụ à, nay có hái à. Nay hái cũng nhiều à. Nói chung ngoài vàng giờ còn cũng ít chứ không nhiều. Giờ nó ra nụ tiếp theo, hết hẹp trái này là sẽ ra đợt tiếp theo nữa cả nhà. Mình xem nào. Lỗng chổng còn cũng khá là ít chứ cũng không có nhiều. Hôm rồi chắc đang rộ nhiều rồi. Ở đây chúng mua. Giờ mình dòng ở kia ha. Đây phân bát tư mình đổ phân bò sữa mà phân khô nè. Bí ăn ra ăn rất là nhận lực rất là dữ luôn. Bởi bí mới tốt phủ vàng. Và bữa nay tụi mình sẽ rộ hoặc sẽ rộ hiệp 2, hiệp tiếp theo. Đây là hiệp 1 rộ xong rồi đó. Như trái này ngày mai hái nè, bông bông đẹp luôn. Chiều dài bí trung bình từ 20 đến 22 cm cả nhà. Mình sẽ đi vô từng hàng cho cả nhà xem nha. Ống chổng cũng còn khá là nhiều nè. Có chỗ cũng còn nhiều lắm. Có chỗ thì thấy có mấy trái à. Bí này nói chung trái dài cũng rất là đẹp. Cả nhà
nhà xem. Con mình chiều giờ chở vòng vòng 5 giờ chở vòng vòng đi theo chơi nè, đi quay phim với ba Trung. Nè cái nhà xem. Rồi mình đi vòng qua đây ha. Đi vòng qua đây. Xe tải. Xe tải. Đây, mình đi vô đây ha. Vô đi trước đi. Đá đông trọng thấy không? Đá không xin rồi. Vườn bí này rộng quá ha. Mấy cây trồng cũng nhiều lắm mà. Có ổ qua chứ. Mấy dưới rồi đám có qua. Bí nói chung rất dễ hái, hái cũng nhanh nữa. Hái cũng bận luôn. Mình kéo hái rất là nhanh. Chàng sợi xuống bò củ vàng ăn rất là bền nữa nha. Hẹp này chứ vài bữa nó trái, khi mà trái nằm ở trên mà nó bự bắt đầu nó sẽ tuột xuống. Chứ trên nụ thấy vậy chứ trên nụ nhỏ nhỏ rất là nhiều. Khi nó to bắt đầu nó tuột xuống. To có bằng cổ tay là trên trái nó sẽ tự tuột xuống. Cặp trái này đã không điều chân luôn. Ngày trái bự như ngày trái này ngày mai hái được nè. Khi nó bự là nó tuột xuống như nè. Có trái dướng lại thì không tuột như trái ngày mai hái nè. Ngày mai hái là hơi bự luôn. Như thế lẽ là bữa nay hái này, này mốt. Bí hái từ lúc nhiều khi mình cũng bị sót đó. Sót chừng 2-3 ngày là bự ốp đùi rồi. Đi. Còn kia trái quá trời vậy xin luôn. Quá trời trái nè, cái đầu dưới, góc dưới này ít trái hơn. Giờ mình quanh lại đi ha. Mình đi lên ngay góc này đi. Nói chung rộng lắm mình đi cũng không hết. Ồ, này đẹp không? Nhìn đẹp quá ha. Cũng đẹp. Này nó trái, trái nói chung ở đây hết đầu trên này trái nhiều hơn, khoảng giữa trở lên. Nó mới tới tốt thì nó phủ vàng luôn, nhìn thấy mê. Trái còn lỏng chỏng nhỏ nhỏ cũng còn nhiều lắm. Cái gì? Hai giờ mình đi xuống đám khổ qua không Siro? Xuống. Đi, xuống cho cả nhà xem đám khổ qua ha. Rồi Siro đi trước đi. Giờ vườn bí cũng còn khá là rộng. Qua này ra vàng hái cũng nhiều. Có từ trồng bí khổ qua hai loại. Khổ qua ngày hái cũng 300. Bí thì hàng ngày hái 500-600 mà nay chắc bớt rồi. Nay hái lại còn ngày chắc tầm 300. Bữa hổm rộ. Mình cũng kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Nếu nhà thấy hay và hữu ích cho mình like và chia sẻ nhé. Chúc nhà có một ngày vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé nha.